buổi tối đang đi ra ngoài phố ở dưới downtown cái đảo Coronado ở thành phố San Diego. Bên đây là cái hàng quán người ta để ngoài cho khách ngồi ăn. Còn ở bên trong đó là nhà hàng. Nhà hàng ở trong nhà hàng Mễ ha. Trước mặt đây là cái khách sạn tên là El Cordova Hotel. Đây người ta làm cái kiến trúc giống như Tây Ban Nha, giống như địa Trung Hải á, đẹp lắm. Buổi tối ở trên cái đảo này thì cũng bữa nay cũng không có nhộn nhịp như ngày xưa nữa, nó cũng không đông người lắm, nhưng mà mấy cái nhà hàng á thì đông người, người ta nhậu nhẹt ăn uống nhiều lắm. Gia đình bác Tám đang đi dạo phố ở ngoài đường đây nè. Trong đây là cái quán nhậu nè, The Grill, ba rủi quán nhậu nằm trong đây. Cái nhà hàng này người ta làm ở bên ngoài cho khách ngồi ăn luôn. Ở đây không khí mát dữ lắm, không khí biển mát mẻ hơn là ở dưới quận Cam mình. Phố San Diego này nó dễ chịu hơn. Đây cũng nhà hàng nữa nè, Phan Xê hả? Cái này tiếng Tây ha. Nhà hàng Phan Xê Good Brunch Lunch Dinner. Nhà hàng này cũng đông khách quá. Không có một cái dấu hiệu nào gọi là Covid ở chỗ này hết. Ít người đeo khẩu trang mặt nạ lắm, hình như ai cũng chích ngừa rồi hay sao á. Có nhiều cái nhà hàng người ta ghi, khách sạn người ta ghi là nếu mà bạn đã chích ngừa rồi thì bạn không cần phải đeo khẩu trang. Nó ghi ở ngoài cửa là vậy á. Lần trước mình tới chỗ này nó đông lắm bác. Dạ, kia này đỡ đó. Lần trước là lúc mà bình thường á, mùa hè không có chỗ đậu xe đâu, mà kia này mình đậu được xe trên mặt đường như là đặc chuyện chuyện hiếm á. Chứ là tuyệt đối là không bao giờ có chỗ đậu xe đó. Đi mấy vòng đi về luôn, không có chỗ đậu xe. Đây cái nhà hàng có con bò nè, bự không? Này quán kem hả? Quán kem. Kem con bò. Người ta cũng xếp hàng dài ra tới cửa luôn. Ở đây có Elvis Presley nè. Ở bên đây có cái cửa tiệm nè, nhưng mà bây giờ người ta đóng cửa rồi. Buổi tối. Bên kia đường là bán cà phê, ghi là coffee shop. Bây giờ đi qua đường hả, bấm đèn đi. Ở bên đây có tiệm giặt ủi nè, lên lai quần mà có 7 đồng à, cũng rẻ chứ. Ở ngoài đảo mà 7 đồng, good. Mấy nhóc này nó khỏi ăn pizza, phía trước có cái tiệm pizza, giờ đi tới coi coi nó bán ngon không. Tiệm này tiệm mễ hả? Wow, ở trong đông đó nha. Bà con ngồi ăn ở trong đó cũng đông lắm, quá trời quá đất người luôn. Xéo xéo bên kia đường là cái nhà thờ. Tiệm bên này cũng phải xếp hàng không? Cũng đông quá hả? Ừ. Mình tưởng vắng chứ đi nãy giờ cũng thấy đông quá. Trời ơi, người ta chờ kìa. Quá trời quá đất, xếp hàng chờ mà chưa tới lượt, chưa có bàn ngồi nữa. Giờ đi qua bên kia đường coi nó bán gì. Bên đây là cái nhà hàng Thái. Đây là cái thực đơn của nhà hàng Thái nè. Cái này là thịt gà nè. Sức nè. Mua cái lẩu đi, lấy cái lẩu tâm dầm á. Bên đây là thằng Cop nè, thằng Benson phải không? Đi Lana với Emily, tụi nó ngồi bên đây một bàn. Còn lại là ngồi ở bên đây. Này là chai nước lạnh, nhìn cũng fancy quá ha. Rồi rót cho Quang ly coi. Bỏ ra. Lần đầu tiên đi cái tiệm Thái mà có một cái chai nước lạnh mà nó ngộ, có cái nắp đậy lại xong rót vô ha. Mà được người rót nước cho uống nữa. Người ta mở cái máy hít nè. Bây giờ thấy nóng nóng ấm ấm rồi. Ở bên đó mấy đứa nhỏ nó có đồ ăn trước. Hey guys, how you like the food? Is that good? Yeah. Jacob ăn curry hả?
Yeah. Wow, that looks good to me too. Cái này là sticky rice, tức là cơm nếp nè. Đây là lót nè, món vegetable nè. Đây là sống dầm. Finally the food come, huh, Madison? Okay, guys, enjoy. Mày ngon nè, cái món gọi là the lót ăn chung với lại cơm nếp ở trong bỏ trong cái này nè. Ngon lắm. Probably that. Bỏ ra đây nè. Tấm dầm này nhìn hấp dẫn quá ha.